Xin chào các quý khán thính giả trung thành của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và đêm nay Ngọc Mai xin phép được kể hai câu chuyện ma của tác giả Người Khăn Trắng. Mẫu chuyện thứ nhất mang tên Bà Thợ và Đôi Rắn Thần. Chuyện thứ hai có tên Quyển Sách Ma. Chuyện được thực hiện bởi website chuyenma.com. Xin đừng re-up khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn nghe chuyện thứ nhất, Bà Thợ và Đôi Rắn Thần. Cuối năm 1855, có một thiếu phụ tuổi mới gần 30 mà đã sớm vướng víu khổ lụy vì tình. Cô bị trắc trở đường tình duyên khi vừa mới lấy chồng được một năm, cho nên cô rời bỏ gia đình ở chợ lớn, đất Sài Gòn gia định, đi ghe về biên giới phía Tây và dừng chân ở tỉnh lỵ Châu Đốc xa lạ. Sở dĩ cô Lê Thị Thơ, tên người thiếu phụ bạc phận, chọn vùng biên giới Thất Sơn này để dừng chân là do qua lời đồn, cô nghe có một ngôi chùa mới xây dựng của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyền là chùa Tây An. Vốn nghe danh Phật này, cho nên cô Thơ chọn Tây An tự để xin vào chùa làm công quả. Ngày ấy còn nhiều người trú chân tại ngôi chùa này, mà trong đó có một số người biết cô Thơ khi cô ở chợ lớn. Họ gọi tên cô là Bà Thợ thay vì là Bà Thơ, bởi họ biết là khi còn là con gái, bà vốn làm nghề thợ may. Thế là cái tên Thợ là chết danh cho người con gái có cái tên đẹp như Thơ, cô Thơ, chuyên nghề thợ. Tu ở chùa Tây An được hơn một năm, nhưng nhận thấy nơi đây quá đông người, thành phần thì phức tạp, luôn bị chính quyền địa phương dòm ngó, vì nghi số đông đó có thể có những thành phần gây nguy hại cho nền tự an. Bởi thế là nhân khi Đức Phật Thầy Tây An viên tịch, ngày 12 tháng 8 năm 1856, bà Thợ, tức là Lê Thị Thơ, có ý định rời Tây An tự. Một hôm bà đi bộ vòng theo chân núi Sam, qua sườn phía Tây, nhận thấy nơi này còn hoang sơ, nhưng phong cảnh thì đẹp và khí hậu ôn hòa. Bà mới liền lần mò leo lên sườn núi. Lên lưng chừng núi, bà nhận ra nơi này cảnh quan thanh tịnh, rất thích hợp cho người có tâm trạng như bà. Tò mò hơn, bà lần bước theo đường đá treo leo. Cuối cùng bà phát hiện ở đó có một hang sâu mà hình như chưa có dấu chân người lui tới. Nếu gặp người phụ nữ khác thì sợ, rút lui ngay. Nhưng bà Thợ thì không. Bà mới nghĩ là tại sao mình không chọn nơi này để ở? Vì chỗ Tây An tự quá đông người à? Nghĩ là làm ngay. Bà Thợ dùng tay không bẻ cành lá, dọn đường ngay khu vực miệng hang. Ngẫu nhiên có nơi trú ngụ lý tưởng vô cùng dành cho bà. Từ hôm ấy bà Thợ ở lại luôn, không về Tây An tự. Nhiều người trong chùa đồn bà đi lang thang lên núi đã bị bùm heo ăn thịt. Một thân một mình, không có thức ăn, không nước uống, lại không chăn màn để ngủ. Vậy mà cái người phụ nữ gan dạ trụ lại được ở hang đá. Để có cái ăn, bà tự đi tìm đào củ khoai dại ăn cho đỡ đói. Nước thì là hứng sương đêm bằng lá cây chứa vào một hốc đá uống dần. Thỉnh thoảng bà mới mò chân xuống núi, tìm mua một vài thứ cần thiết rồi lại trở lên hang ngay. Mỗi ngày bà bới đất chung quanh hang, gieo trồng nhiều loại hạt. Cả hạt lúa kiếm được từ dưới núi mang lên, và tối thì hứng sương. Khi có mưa bà hứng nước mưa để dành tưới cây hoa màu. Chẳng mấy chốc quanh bà có hẳn một điền trang nho nhỏ, đủ để nuôi sống bà quanh năm. Rồi trong bà nảy sinh ý nghĩ lập một ngôi chùa tại đấy. Đầu tiên là bà gom đá nhỏ đá lớn, lắp ghép thành bậc thờ, rồi hình Phật Tổ, Phật Bà. Tuy là không sắc sảo nhưng mà tượng trưng cho được lòng kính mộ và kính Phật của bà. Thế là từ đấy hình thành được ngôi chùa trong hang mà bà tự đặt tên là Phước Điền Tự. Tên đó có nghĩa là ngôi chùa giữa ruộng nương mang lại phước lộc cho mọi người. Bà Thợ đương nhiên thành người sáng lập và là trụ trì đầu tiên của Phước Điền Tự, hay còn gọi là chùa hang sau này. Ăn chay sống thanh tịnh, ngày ngày chỉ biết tụng kinh gõ mõ và gieo trồng cho cái điển trang ngày càng xanh tốt. Cho nên bà Thợ với pháp danh Diệu Thiện, từ lúc tu ở Tây An tự, không hề để ý những chuyện khác. Nhất là bà không bao giờ phải lo sợ chuyện hùm beo, thú dữ, mà thời đấy còn đầy rẫy ở đỉnh núi Sam. Bà nghĩ là thú dữ sẽ chẳng bao giờ sát hại người tu hành. Cho đến một hôm, lúc đang ngủ nửa đêm,
có tiếng lạ phát ra từ phía bên trong hang sâu. Nơi đó từ gần một năm rồi, khi đến đây tu hành, bà thợ chưa hề bước chân vào đấy. Tiếng động thì ngày càng lúc càng lớn, và kèm theo là một mùi tanh hôi kỳ lạ bay ra. Bà thợ căng mắt nhìn vào hang tối thì giật mình, bởi từ trong đó có bốn đốm sáng như bốn ngọn đèn pha chiếu ra. Cọp beo à? Bà thợ nghĩ tới ngay những con cọp thường xuống núi quấy phá mà lâu nay cư dân hay đồn đãi lo sợ. Bà chẳng biết phải làm gì, ngoài việc ngồi xếp bằng giữa miệng hang, chắp tay hướng về bậc thờ Phật, mắt bà nhắm nghiền lâm dâm niệm kinh. Giây phút này bà không hề sợ chết mà như chờ đợi nó đến, lòng bà thì thanh thản lạ thường. Mùi tanh hôi càng lúc càng tăng và tiếng phì phò càng lớn hơn, cộng với tiếng di chuyển của vật gì đấy khá lớn. Nó đang hướng thẳng về phía bà thợ đang niệm kinh rồi dừng lại. Vẫn không mở mắt ra, bà thợ niệm thành tiếng vừa đủ cho ai có mặt trong hang nghe được. Nếu ai muốn tới để chấm dứt số phận của kẻ này, thì xin hãy ra tay ngay, để xác thân này lấy hang này làm đất chôn. Còn nếu không muốn giết thì xin để kẻ tiện nữ này được yên hầu tiếp tục nhang khói cúng Phật. Thế là lời của bà như có tác dụng, bởi sau đấy đến gần nửa giờ vẫn không thấy động tĩnh gì thêm, mùi tanh cũng bớt đi. Bà thợ mới từ từ mở mắt, và bà không tin vào mắt mình nữa. Ngay trước bà, cách chỉ 5-7 bước chân, có hai con rắn nằm khoanh tròn lớn như hai bổ lúa. Mồ Phật, mồ Phật. Bà thợ niệm liền mấy tiếng và thấy hai cái đầu lớn như hai trái dừa khô cứ lắc lư lắc lư. Hễ bà ngưng niệm Phật, hai con rắn tỏ ra không bằng lòng, chúng lại phát ra tiếng phì phò liên tục. Bà thợ chợt hiểu, hai con rắn bị tiếng niệm kinh thu phục. Do vậy bà lại cất tiếng niệm Phật với tất cả sự thành kính, giọng bà cứ vang vang đều đều, và rõ ràng hai con rắn nằm im. Không biết là bao lâu, bởi bà thợ hầu như không còn nhớ thời gian, bà bị hút vào kinh kệ, và đến một lúc như không còn nhớ là bên cạnh đang có hai con ác thú. Đến gần sáng, lúc bà thợ bừng mắt ra thì không thấy hai con vật đâu. Mãi khi mặt trời lên cao, bà thợ đi ra ngoài. Điền trang của bà đang chờ bà tưới nước. Đang lúc làm thì chợt có ba người đàn ông từ đâu đi tới. Có một đạo sĩ trong số đó, còn hai người thì có vẻ bặm trợn, tay cầm cung nỏ ra giá như đang đi săn thú. Vị đạo sĩ tiến lên chào. Xin chào tín hữu. Ngẩng lên chào khách, bà thợ hoài nghi nên hỏi, quý ngài đến đây chẳng hay có gì cần tìm à? Vị đạo sĩ chỉ những bụi cây bị nằm dạp xuống đất rồi nói, tụi tôi đi tìm dấu vết hai con rắn gọi là thanh xà bạch xà. Theo dõi từ trên đỉnh núi thấy dấu chúng, nhưng rồi tới bên kia thì mất bóng. Đêm qua chúng tôi suýt nữa bắn trúng một trong hai con. Chúng chạy vào hang trên vồ đá trên kia, rồi không thấy đâu nữa. Vừa rồi đi tới đây bất chợt chúng tôi thấy dấu cây cỏ bị dạp xuống, chứng tỏ đêm rồi đôi rắn tới đây. Vậy phiền tín hữu cho chúng tôi trú tạm ở hang này để theo dõi tiếp và quyết bắt cho được hai con yêu tinh đấy. Nghe nói tới đấy, bà thợ xa sầm ngay nét mặt. Các ông đi chỗ khác mà săn bắt, nơi đây là chốn tu hành chứ không phải là chốn sát sanh. Hai tay bặm trợn gầm gừ. Hai con rắn đấy tới đây, bà sẽ là người chết trước cho coi. Họ nói xong hậm hực bỏ đi. Nhớ lại cảnh hai con rắn nằm nghe kinh tối qua, bà thợ chép miệng. Người ta cứ gọi là hùm beo, rắn rết là ác thú, mà thật ra những con người như họ mới là ác nhân. Khi bà làm xong công việc trở vào hang thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy ở giữa bậc thờ Phật có nguyên một quầy chuối chín cây nằm đấy. Ai đem vào đây nhỉ? Bà thợ tự hỏi rồi chợt hiểu, chính là của hai con thanh xà bạch xà. Bằng chứng là những vật chung quanh bậc thờ đều ngã đổ ngổn ngang. Bà thợ chắp tay niệm Phật liên hồi. Ngày hôm sau khi xuống chợ mua nhang đèn, bà thợ nghe nhiều người đồn ầm lên về cái chết của ba người đàn ông trên bồ đá trên đỉnh núi Sam. Qua mô tả của những người thấy tận mắt ba cái xác, bà thợ giật mình. Chính là họ ư? Họ ở đây là lão đạo sĩ và hai gã thợ săn ngày hôm qua mà bà đã gặp. Một người mô tả tỉ mỉ. Cả ba người chết đều mất cả tứ chi, giống như bị con gì đấy nó cắn ấy. Người khác nghe vậy liền nói, ôi dồi ôi, chắc là con cọp ba cẳng bên núi Cấm, nó về cắn chết họ chứ còn gì nữa.
như một người dành về loài ác thú nêu nhận xét. Không, nếu mà Belvo, chúng cắn cổ nạn nhân trước chứ, sau đấy xé xác từ bụng rồi ngực, chứ không khi nào cắn cụt chân cụt tay đâu. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc cả vùng đều hay tin chuyện ấy. Có người biết bà thợ tu trên hang hẻo lánh tỏ ý e ngại nói với bà. Rắn tinh á, nó là một khi đã giết người rồi á, thì say máu bà coi chừng đấy. Tốt hơn hết bỏ hang đi, xuống dưới này người ta cất cho cái am mà tu đỡ. Nhưng bà thợ tự tin nói, người ta sống chết có số và lại thú dữ, đâu phải bạ đâu giết người đấy. Nếu thế thì còn gì là cư dân vùng này. Tôi nghĩ hùm beo rắn rết cũng chỉ hung dữ. Giết người là khi nào chúng nó bị tấn công rồi vào chân tường thôi. Nghe thì có lý, nhưng mọi người ai cũng sợ. La sau kéo nhau đi hết. Bà thợ ung dung trở lên hang sống đời thanh tịnh của mình. Liên tiếp nhiều ngày sau đấy, hệ đêm đến, cặp rắn dị thường kia lại tới. Bữa nào bà thợ vì lý do yếu trong người, đọc chỉ vài hồi kinh rồi đi nằm nghỉ, y như rằng lũ rắn kéo đến với thái độ khó chịu, bỏ chung quanh hang như muốn quậy phá chứ không chịu yên. Những lúc như thế, nếu bà thợ dậy và đọc vài đoạn kinh thì lạ thay, hai con rắn lại nằm im, mắt lim dim như đang lắng nghe vậy. Bà thợ phát hiện ra điều đó và chợt hiểu, hai con thanh xà bạch xà này đang thèm nghe kinh Phật. Chúng đã nghiền tiếng kinh, tiếng mõ tụng niệm của bà thợ kể từ khi bà vào hang tu hành. Hiểu như vậy rồi, nhưng vài ngày sau đấy bà thợ vẫn cố thử lần nữa. Bà xuống chợ mua mấy con gà, vài con thỏ đem nhốt trong lồng, rồi làm như vô tình bà để vào trong hang, nơi mà thường hai con rắn lui tới. Những vật đấy vốn là mồi ngon của lũ rắn. Tuy nhiên khi đêm đến, hai con rắn vào và chúng âm thầm tha nguyên cái lồng ra ngoài, phá lồng và thả những con vật đi hết. Sáng ra bà thợ nhìn lại cái lồng tan hoang, bà tưởng hai con rắn đã ăn thịt gà thịt thỏ. Tuy nhiên sau đó bà bắt gặp chúng nhởn nhơ đi trong vườn, thì ra hai con rắn thả chúng ra thay vì ăn thịt. Cảm động lắm, từ hôm đấy bà thợ đều đặn đúng giờ đọc kinh vọng vào trong hang. Hai con rắn hiền từ như những thầy tu ngoan đạo, mỗi đêm ngoan ngoãn nghe tới kinh hưởng mùi nhang khói. Rồi vào một đêm trăng rằm, có một phụ nữ tuổi trung niên, trên tay ẵm đứa con còn trong tháng, từ dưới núi đi lên tới gần chùa hang thì dừng lại rất lâu. Hình như chị ta lưỡng lự việc phải đặt đứa bé ở đó, hay vẫn bế theo khi chị quyết định một việc trọng đại. Đôi ba lần cứ đặt xuống rồi ẵm lên, cuối cùng chị ta ôm cứng đứa con vào lòng, nhắm mắt nghiền lại và gieo mình từ chỗ đá cao xuống. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm, chết là cái chắc. Nhìn như có phép màu, như có một cánh tay ai đấy vươn ra từ vách đá, tóm chặt lấy hai mẹ con, giật nhẹ nhàng lên trên vổ đá. Khi chị này mở mắt ra không khỏi kinh hoàng, khi thấy ngay trước mắt mình là con rắn to như cái cột nhà. Tiếng kêu của chị ta chưa dứt thì chị ngã ngất đi. Khi choàng tỉnh dậy, chị nọ thấy mình nằm trong hang, xung quanh là nhang khói thơm lừng. Tỉnh rồi hả? Mau cho con nó bú đi, thằng nhỏ nó đói rồi đấy. Người vừa lên tiếng chính là bà thợ. Trên tay bà đang ẵm đứa trẻ đang khóc. Chị nọ hốt hoảng, Tôi chưa chết sao? Giọng bà thợ hiền từ. Chết thì dễ, sống mới khó. Cháu là người mẹ quá ích kỷ đấy, chỉ muốn giải thoát cho mình mà không nghĩ tới sinh linh bé bỏng này à? Cháu nó mới ra đời đâu có tội gì nào, sao bắt nó chết theo hả? Rồi bà mới hỏi nguồn cơn. Người phụ nữ kia kể hết. Chị ta lấy phải anh chồng bê tha rượu chè bài bạc, nữ sắc, đến đổi bán hết đồ đạc trong nhà, và sau cùng là cầm cối cả ngôi nhà duy nhất của cha ông để lại. Nói mãi chồng không có nghe, chị ta buồn lòng bỏ đi lang thang và tới vồ đá định quyên sinh, thì chẳng biết là ai ra tay cứu nữa. Bà thợ bảo, chính con thanh xà cứu kịp, nếu không thì cháu và đứa bé tan xác rồi đấy. Chị này hốt hoảng, con rắn tinh đấy sao lại cứu cháu ạ? Đến loài rắn độc còn không cho cháu chết, thế tại sao cháu lại muốn chết nào? Nghe xong, chị Nguyễn Thị Tâm, tức người phụ nữ định quyên sinh, ôm bà thợ khóc òa. Con biết lỗi rồi, con không muốn chết nữa đâu. Từ hôm ấy bà thợ nuôi mẹ con chị Tâm trong hang. Chính chị này đã góp một tay để bà thợ mở rộng điền trang chung quanh hang.
ngày tháng thấm thoát trôi qua. Cái hang vắng dần trở thành ngôi chùa hang. Bởi tiếng lành đồn xa, khách thập phương ngày càng tới viếng chùa nhiều hơn. Đặc biệt có những người kéo tới hang chỉ vì muốn tận mắt nhìn cặp rắn tinh biết sám hối. Tuy nhiên đâu phải ai cũng có may mắn được thấy hai con rắn nằm nghe kinh. Bởi chúng chỉ bò ra khỏi hang sâu vào những đêm thanh vắng, bởi vậy mới có chuyện xảy ra. Năm Thì là một phú hộ trong vùng. Ông ta có điền sản vài ngàn mẫu, cả chục chiếc ghe chài chuyên chở lúa gạo và gần chục nhà máy xay lúa ở khắp nơi. No cơm thì rừng mỡ, bởi vậy chuyện ông ta sinh thói tiểu sắc là chuyện thường. Nhưng lần ấy thì khác. Đã chạng vạng tối mà người ta còn thấy Năm Thì xuống xuồng như chuẩn bị một chuyến đi xa. Ông ta cột kín mui ghe như muốn che đậy vật gì bên trong. Không một thuộc hạ gia nhân nào đi theo. Ra đến sông cái bị gió thổi mạnh, đôi lần Năm Thì để cho chiếc ghe nhỏ chồng chành muốn chìm. Và cuối cùng ghe chìm thật. Năm Thì muốn kêu cứu, nhưng do ở giữa dòng sông lại đêm khuya, không bóng người, nên dẫu kêu gì chắc không một ai kịp cứu. Chiếc ghe bị vô nước cứ chìm dần. Không quan tâm tới vật chứa trong ghe, Năm Thì nhìn trước nhìn sau bất thần lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Nếu có ai thấy, chắc sẽ lo cho tính mạng của ông ta. Chỉ có Năm Thìn là bình thản lướt nhẹ theo dòng nước, và chỉ 5-7 sải tay, ông ta bám được vào chiếc thùng dầu trôi lờ đờ ở trên sông. Hình như chiếc thùng này được bố trí trước rồi, được cột sẵn vào mạn thuyền. Và khi nhảy xuống nước, Năm Thì chỉ việc đưa tay đỡ lấy, tha hồ bơi một cách an toàn. Trong khi ông ta ra sức bơi vào bờ và thoát, thì ghe của lão đang chìm dần xuống lòng sông sâu. Có nhiều tiếng đập, đạp nhỏ cố tung ra để thoát của một ai đấy bị nhốt trong ghe đang chìm kia. Năm Thì lên bờ đi nhanh về nhà, bà vợ lão ta đón chồng trong tâm trạng vui mừng. Xong hết rồi hả mình? Năm Thì cười hớn hở. Ôi giời, kế độc của Năm Thì này mà. Bà vợ hỏi lại cho chắc ăn. Thế mình nhốt nó trong khoang ghe mà bên ngoài có cột khóa chặt lại không? Kẻo nó thoát ra được thì mệt lắm. Năm Thì nheo mắt đắc ý. Chẳng những cột chặt bên ngoài, tôi còn trói chặt tay chân nó lại. Khi ghe chìm, nó chìm theo, vùng vẫy cho lắm, vài phút sau cũng phải chết thôi. Vợ chồng hắn hoan hở bởi thực hiện thành công một mưu đồ tội ác. Đêm đó cả hai tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị một cuộc hoan lạc để tự mừng thành công. Tuy nhiên khi cả hai vừa ôm nhau trên giường, bỗng người lại nhấc tung lên, rồi lại bị lôi đi như là cơn lốc. Họ ngất đi. Cho đến lúc tỉnh lại hoảng hồn, thấy trước mặt mình là hai con rắn lớn dị thường cất cao đầu, nhai hai cái răng độc ra như sắp ăn tươi nuốt sống họ. Bà thợ la lên. Hai xà tinh đây, bắt các người về, đã biết tội chưa? Vợ Năm Thì mồm mép, lên tiếng giải thích. Tụi tôi đang ngủ ở nhà chứ có làm cái gì đâu, sao bắt tụi tôi? Bà thợ đưa tay chỉ vào cô gái đang ngồi co ro phía sau đôi rắn. Thế người này là ai? Vừa nhìn lên, vợ chồng Năm Thì kêu thét lên kinh hãi. Con Hai Tuyết! Bà thợ nghiêm khắc. Tội ác của các ngươi là sau khi gạt để cô gái này mang bầu, rồi tìm cách thủ tiêu phủ trách nhiệm. Giết một mạng người quá dễ như vậy, nên trong đầu hai người có định hại bao người nữa chứ? Năm Thì lẩm bẩm. Tôi đã cột chặt cửa mui rồi. Thế nó lại còn bị trói nữa cơ mà. Sao... Bà thợ chỉ sang cặp rắn. Chính hai ngài ra tay cứu cô gái này. Đúng ra hai ngài đã nuốt chửng các ngươi để trị tội đấy. Nhưng ta đã xin, nên mạng các ngươi mới còn đây. Hai con thanh xà bạch xà vươn cao đầu, lè lưỡi ra cả tấc, khiến vợ chồng Năm Thì sợ tè trong quần. May mà bà thợ lên tiếng. Thôi, như thế đủ rồi. Tha cho hai ngươi. Nhưng buộc hai ngươi nuôi dưỡng người con gái này cho tới ngày cô ấy sinh mẹ tròn con vuông. Nếu hai ngươi sinh tâm phản chắc, hai ngày đây có mặt tức thời, lúc ấy chỉ có trời mới cứu được. Vợ chồng Năm Thì lại như tế sao và long trọng hứa đủ điều. Về sau này, chính bà thợ đã ra công tu bổ và dựng lên ngôi chùa khang trang bên cạnh hang, gọi là Phước Điền Tự, nhưng người ta vẫn thích gọi đó là chùa hang. Bà thợ viên tịch năm được hơn 80 tuổi. Tương truyền từ khi bà mất, đôi rắn thần cũng bỏ đi luôn.
Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chuyện được phát online miễn phí trên website sởvaitai.com. Mời các bạn nghe chuyện thứ hai, Quyển Sách Ma. Cô giáo Sương đưa cho Thoa cả chùm chìa khóa và dặn rằng: tất cả các phòng đều có chìa trong này, em xem cái nào xài được thì dùng, cái nào không được thì để riêng ra nhá. Có những chìa từ rất lâu rồi, đổi ổ khóa mấy lần rồi mà vẫn chưa bỏ đâu. Thoa nhìn sâu chìa khóa ngao ngán. Dạ, em chỉ dùng một cái cho phòng của em thôi. Nếu cần thêm thì cũng là chìa mở cổng, mở cửa trước sau. Chứ em lấy chi nhiều quá vậy ạ? Nhưng mà cô Sương vẫn đưa. Thì em cứ giữ đi. Bởi ở nhà này bây giờ trở đi chỉ có mình em thôi. Chỉ có điều chị hỏi thật em này, ở một mình có sợ không? Thoa cười. Dạ, từ đời nào đến giờ em ở đâu cũng chỉ ở một mình em quen rồi. Và lại chị ở đây đã bao đời rồi, có gì đâu mà sợ ạ? Chị Sương gật đầu. Ừ, nhà này tuy rộng và vắng vẻ nhưng mà chưa hề xảy ra chuyện gì bất thường. Và lại ban đêm thì ông già Tư Sang sẽ về ngủ canh nhà. Ông ấy là người tốt em ạ. Đêm nào ông ấy cũng thức tới nửa khuya. Có gì cần nhá, em cứ bấm chuông trên đầu giường kia kìa, ông ấy sẽ có mặt. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cô Sương soạn xong vali, xách đi ngay. Thôi, chị đi ra xe lửa cho kịp chuyến. Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, chị Sương đi cũng chịu khó ăn uống ngủ nghỉ, khi về còn được lên vài ký đấy ạ. Hai chị em tuy không bà con nhưng đã dạy chung trường được vài năm, hiểu tính nết nhau nên lại càng yêu thương nhau khi về ở chung ngôi nhà này. Đây là nhà của một người bạn chung của hai người. Anh ta thường được hai cô quen gọi là anh Đức, chứ thực ra tên đầy đủ là Thành Đức, một chủ nhà in kiêm kinh doanh bất động sản có cỡ. Anh ta khá giàu, mua nhiều đất đai để dành bán lấy lãi. Ngôi nhà này anh ta đã mua khá lâu nhưng chưa sửa sang lại, bởi anh ta còn có nhiều kế hoạch cấp thiết hơn. Sở dĩ anh cho hai chị em ở mà không lấy tiền thuê nhà là cũng có lý do. Anh ta bận đi ra nước ngoài gần 2 năm mà không có ai trông nhà. Đức quen với cả Thoa và Sương bởi hai đứa con của anh ta đều học với hai cô, một người dạy văn, một người dạy toán. Có lần anh ta nói: à, khi nào con gái tôi về đây ở thì khỏi phải thuê người dạy kèm, có hai cô dạy hai môn cơ bản rồi. Đứa con gái 14 tuổi của Đức học hành khá giỏi, nó lại mến hai cô Thoa và Sương, nên trước khi đi ra nước ngoài theo mẹ trong mấy năm, nó còn hứa hẹn: khi nào trở về thế nào con cũng nhờ hai cô dạy thêm cho đấy ạ. Về chuyện cô bé Ái Lan này, tôi mới 14 đã khá trưởng thành trong cách suy nghĩ. Đôi lần nó nói riêng với cả Thoa và Sương: tại thấy má bệnh cho nên con mới theo má dưới nước ngoài, chữa bệnh cho má lại học nữa, chứ con muốn ở lại với ba hơn đấy ạ. Thoa biết phần nào về tình cảnh riêng của vợ chồng Đức. Anh ta là một doanh nhân thành đạt giàu có, nhưng cuộc sống vợ chồng hình như có điều lo âu. Bà vợ Ái Liên mắc chứng trầm cảm ít nói, nên nhiều khi cả tháng không nghe vợ chồng nói chuyện với nhau. Thoa ơi, khóa cổng giùm chị nhá. Nghe tiếng chị Sương gọi, Thoa vội khóa cổng rồi trở về phòng riêng. Từ ngày dọn về đây hơn 3 tháng, Thoa ở trên lầu 1, bên cạnh còn 3 phòng nữa bỏ không. Nhưng chưa bao giờ cô bước qua đó xem. Kể cả có lần Đức tới thăm và có ý bảo cô, nếu như không vừa ý phòng đang ở có thể chuyển sang bất cứ phòng nào trong các phòng còn lại. Nhưng mà Thoa chưa có ý đó. Vừa bước vào phòng, bỗng Thoa nhìn thấy góc phòng bị thấm nước, có lẽ do đường thoát nước bị hư. Nước thấm ướt rất khó chịu. Cô bước lại xem cái giường sách để ở góc phòng và giật mình. Ui, ẩm hết rồi. Thoa là người kỹ lưỡng trong việc bảo tồn sách vở, nên một quyển sách bị ẩm là điều tối kỵ của cô. Vừa lấy khăn sạch ra lau, cô vừa lẩm bẩm: kiểu này hư hết sách mất thôi. Là cô giáo dạy văn, ham đọc sách, nên đối với Thoa sách quý hơn cả tiền bạc. Lâu đầu tưởng chỉ ẩm ướt vài cuốn, nhưng sau khi xem lại Thoa giật mình, hầu như là cả giường sách đều chịu chung số phận. Thì ra từ hôm dọn nhà tới nay nó bị thấm nước mà Thoa không để ý. Đem trải mấy chục cuốn sách phơi ra, Thoa chợt nhớ: sao mình không chuyển phòng nhở? Ý nghĩ đến kịp lúc kịp thời. Chỉ sau mấy phút, Thoa dùng chìa khóa mở căn phòng bên cạnh. Phòng trống có sẵn cái tủ, một bàn viết và có cả bàn phấn nữa. Hình như của bà vợ ông Đức trước đây à? Điều ấy có thể đúng, trước khi bà ta chuyển về ở ngôi nhà mới rồi đi nước ngoài trị bệnh. Xem thêm căn phòng bên cạnh nữa, nó giống như phòng kia. Tuy nhiên nó không có bàn viết, mà điều đấy đối với Thoa nó quan trọng hơn là giường nằm.
cô quyết định chọn căn phòng đầu tiên. Thay vì chờ đến tối có ông quản gia Tư Sang về giúp, Thoa quyết định một mình chuyển dần đồ đạc qua. Cũng may là Thoa không có nhiều đồ, chỉ chiếc dương quần áo với lại hai dương sách. Nửa giờ sau, mọi thứ đâu vào đấy. Vừa chuẩn bị đi tắm, nhìn chiếc tủ gỗ, Thoa có ý định dùng nó và cho hết sách vào đấy. Nghĩ là làm, cô mở được tủ một cách dễ dàng bởi là cửa không khóa. Bên trong còn sót lại ít sách cũ. Có lẽ là sách không quan trọng nên khi dọn đi bà chủ không có mang theo. Tất cả có 6 quyển. Đúng là sách quá cũ rồi. Có cuốn sờn gáy, có cuốn chỉ còn lại phân nửa với bìa rách nát. Duy nhất có một quyển còn giữ nguyên, lại không là sách in mà được viết tay. Viết khá công phu với chữ viết nắn nót, đẹp như là người ta viết thư pháp vậy. Thoa gọi đó là một quyển sách bởi nó tuy viết tay nhưng được đóng gáy khá công phu như là một quyển sách in. Ở bìa vải có dòng chữ tựa đề mạ vàng, tình hận. Nội cái tựa thôi có sức hút để đọc, mà lại còn thêm tên người viết là Ái Liên. Bảo sao Thoa không giữ chặt nó trên tay và quên cả việc cho sách của mình vào tủ để cất. Viết cho vong hồn người vĩnh viễn ra đi. Dòng đầu tiên của quyển sách khiến Thoa quên hết công việc. Cô leo lên chiếc nệm vừa trải ra, chưa kịp trải vải phủ, đọc như là sợ ai giật mất. Nửa đêm 23 tháng 3 năm 1953. Vẫn là những đêm dài chờ đợi, nhưng sao đêm nay đối với Ái Liên nó dài như bất tận. Bởi người mình chờ hầu như không bao giờ tới nữa, và hình như có điều gì bất an đang rình rập đâu đây. Quân ơi, sao anh bỏ em một mình trong thời khắc này, lúc mà em cần có anh nhất? Sao anh không tới để giữ lại chút hy vọng mong manh trong tay? Nó sắp mất rồi mà em thì yếu đuối quá, bạc nhược quá, không làm sao giữ được cho chúng mình. Trách anh, nhưng em biết làm sao anh tới được khi mà sáng nay người ta đã âm thầm đưa anh đi cách xa em đến nửa ngàn dặm. Họ đã quyết chia lìa chúng ta bằng cách vu khống cho anh tội lỗi, đưa anh đi an trí ở chốn xa xăm đấy. Nhưng nó cũng chưa bằng chỉ vài giờ nữa thôi, khi trời sáng thì em của anh sẽ bị đem tới một nơi xa hơn nữa. Nơi đó không có cự ly, nhưng mà còn hơn vạn dặm. Nó được gọi là hôn lễ. Sáng ngày mai em lên xe hoa rồi Quân ơi. Sao anh không tới cứu em đi? Chỉ còn quãng thời gian ngắn nữa thôi, mối tình hơn 8 năm của mình sẽ tan như bọt nước. Em biết rồi đấy, Ái Liên của anh đã thề rằng, một là ta sống bên nhau, hai là em sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Em thề và sẽ giữ lời. Tin em đi Quân. Bởi vậy nếu mai này anh có trở lại và hay tin em chết thì cũng đừng than khóc làm gì. Coi như em đã làm tròn lời nguyện ước. Kiếp này em chỉ có anh là gửi tình thôi. Vĩnh biệt Quân của em. Đau đớn thay cho em Quân ơi. Điều em muốn đã không thành. Em đã lao đầu vào xe đang chạy, muốn một cái chết thực đau. Vậy mà em lại rơi vào một cơn hôn mê sâu êm ái nhẹ nhàng. Để rồi khi tỉnh lại em biết rằng mình được cứu, bởi chiếc xe em lao đầu vào đã kịp thắng lại, chỉ gây thương tích nhẹ cho em thôi. Và dù không có mặt trong lễ rước dâu, nhưng hôn lễ của em vẫn được cử hành. Người ta đưa em về nhà chồng từ bệnh viện. 6 tháng sau ngày Ái Liên lấy chồng, người ta đưa về nhà mẹ Quân một cái xác nằm trong quan tài, đó là Quân. Nơi giam giữ Quân chỉ gửi về tờ giấy ghi gọn mấy dòng: chết do bệnh sốt rét trong thời gian thụ án. Lúc nhận được tin dữ, Ái Liên đang mang thai được hơn 5 tháng. Nàng ngất đi mấy lượt, và từ phút ấy cô gái Ái Liên không còn là Ái Liên nữa, mà chỉ là một Liên tâm thần. Đoạn chuyện đến đó là kết thúc. Nó là một phần của quyển sách vốn là một tập hợp nhiều chuyện ngắn. Nhưng những phần tiếp theo cũng là một điệp khúc, gồm nhiều phân đoạn trong một đoạn trường bi thảm. Mà người viết thì lúc nào cũng tỉnh táo, lúc thì viết như người từ một cõi nào, viết về mình mà như viết chuyện của ai. Khi gọi người tình của mình mà như gào thét tên ai trong một thế giới ảo nào đấy. Đọc qua mấy chuyện đầu tiên, tự dưng nước mắt Thoa chảy ướt cả gối. Cô buông quyển sách buột miệng: tội nghiệp chị ấy quá. Thì ra cuộc đời của bà chủ nhà này lại bi thảm đến vậy. Thảo nào trong bà như người cõi trên. Thoa nhớ ánh mắt xa xôi buồn bã của cô bé Ái Lan mỗi khi nhắc tới mẹ. Giờ đây Thoa mới hiểu phần nào. Đặt quyển sách trên đầu nằm, Thoa nhắm mắt nhốt hình ảnh người đàn bà đáng thương trong đầu. Định nghỉ một lát cô sẽ dậy đọc tiếp.
nhưng chẳng hiểu sao Thoa đã ngủ một cách ngon lành, ngủ mãi đến khi trời tối. Cô Thoa ơi, sao cô ngủ không bật đèn, tối lắm rồi đấy. Tiếng của ông già Tư Sang, Thoa giật mình choàng dậy. Cô hỏi vọng ra. Dạ mấy giờ rồi chú Tư? Hơn 8 giờ rồi, tôi về hồi 7 giờ. Thấy cô ngủ ngon quá không kêu. Cô dậy rồi ăn cơm đi, bữa nay tôi nấu luôn cả phần cơm của cô. Cô ăn tự nhiên nhá. Thoa bước ra vừa phân trần. Dạ tại hồi trưa cháu dọn phòng, chuyển qua bên này không bị thấm nước. Cháu mệt quá nên ngủ quên ạ. Ông giả Tư mau mắn. Thế sao cô không chờ tôi về tôi giúp cho? Đàn bà con gái làm chi cái chuyện nặng nhọc đấy hả? Cháu làm được mà. Chú Tư cứ ăn cơm đi ạ, cháu không đói. Không, thấy cô ngủ quên, biết cô không kịp nấu cơm, tôi nấu luôn rồi, đủ cho mấy người ăn lận đấy chứ. Ông trở xuống bếp, lát sau bưng lên mâm cơm với ba món thức ăn đang bốc khói. Già này sống một mình lâu nay nên tự nấu được nhiều món ăn. Cũng ngon không thua gì mấy bà đâu nhá. Không tiện từ chối, Thoa cùng ăn. Lựa lúc ông già Tư vui chuyện, đột nhiên Thoa hỏi. Chú ơi, chú ở trong nhà này lâu lắm rồi phải không? Chắc là chú dành mọi chuyện nhở? Ông già chứng như từ lâu không được dịp nói chuyện cùng ai, tuôn ra một hơi. Tôi làm cho nhà này từ thời ông chủ đồn điền Thành Công còn cai quản cơ ngơi cơ. Đến khi cậu chủ Thành Đức nối nghiệp, tôi cũng ở đây. Tính gọn hơn 20 năm rồi đấy. Thế có nghĩa là chú ở từ khi anh Đức chưa có gia đình ạ? Chưa. Hồi ấy chính tôi đứng ra lo đám cưới cho cậu Đức. Bởi khi ấy ông Thành Công bị bệnh nằm một chỗ, mà bà chủ thì bị đau không đi đứng được. Kể cả việc tôi còn phải đưa cô dâu từ nhà thương về. Kể tới đây, ông như biết là mình quá lời. Ông già Tư ngừng ngang. Biết đây là thời cơ tốt để khai thác chuyện mình đang thắc mắc, nên Thoa đánh bạo. Dạ xin cho cháu hỏi, có phải bà chủ bị bệnh gì đấy về tâm thần phải không ạ? Phải đấy. Ông già trả lời, thở dài, rồi như được dịp tuôn hết ra những điều lâu nay không biết nói với ai. Vợ cậu Đức bị tâm thần từ ngày hôn lễ. Có người đàn ông tên Quân chen vào chuyện của họ. Đó là nguyên do dẫn tới bao rắc rối cho tới bây giờ. Bởi thế cô thấy đấy, còn bé Ái Lan lúc nào cũng chỉ muốn sống bên mẹ nó thôi, mặc dù nó thương cha. Đấy, gia đình họ rắc rối lắm. Thế có phải người đàn ông tên Quân đã chết rồi không ạ? Nhìn sững Thoa, mất mấy giây ông giả Tư mới đáp. Đúng rồi, cậu ấy chết rồi. Như vậy là đúng rồi. Sao cơ, cô nói cái gì đúng? Dạ không ạ, cháu nói là cháu nghĩ đúng như lời chú Tư nói ạ. Thoa không muốn cho ông ta nghi ngờ chuyện mình đọc được quyển tập ghi chép của bà Ái Liên. Cô ăn xong nhanh bữa cơm khen lấy lòng. Chú Tư quả là nấu thức ăn ngon quá. Tiếp ông già dọn mâm chén bát xuống bếp, Thoa trở lên trong phòng mình đọc nốt quyển sách. Nhưng vừa bật đèn lên, Thoa kêu lớn. Đâu rồi nhở? Quyển sách để ở đầu giường, chẳng lẽ không cánh mà bay à? Thoa chạy đi tìm ông giả Tư. Chú ơi, chú thấy cuốn sách cháu để trên giường không ạ? Ông giả Tư ngạc nhiên. Sách gì cơ? Nãy giờ tôi ngồi ăn cơm với cô, có thấy sách vở gì đâu. Thoa nhớ lúc ông Tư kêu mình dậy, khi bật đèn ngồi lên, tay cô chạm vào quyển sách đúng nơi cô để trước lúc ngủ. Không thể nào chứ. Ông Tư hỏi. Mà cô nói quyển sách gì? Trong nhà này chỉ có tôi với cô, mà tôi thì không bao giờ. Dạ chắc cháu nhớ lộn ạ. Có thể cháu để ở phòng bên kia. Đợi ông già Tư ra khỏi nhà xong, Thoa tuần tự mở hết các phòng còn lại. Có một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Thoa khi cô mở căn phòng nhỏ trên sân thượng. Trong phòng là một kho sách cũ. Và còn lạ lùng hơn, quyển sách Tình Hận nằm trang trọng trên chiếc bàn viết duy nhất trong phòng. Ngay bên cạnh quyển sách có bức ảnh chân dung của một người thanh niên đã khá cũ. Ở một góc ảnh có dấu hiệu ố vàng. Tò mò, Thoa cầm tấm ảnh lên và lật lại phía sau xem. Cô giật mình khi thấy dòng chữ, đúng là nét chữ của Ái Liên. Ngàn thu chỉ còn lại cái bóng của anh thôi, Quân ơi. Ui, thì ra đây là Quân à, người tình của Ái Liên. Thoa suýt buông rơi bức ảnh xuống sàn khi nghĩ tới việc Quân đã vào phòng mình lấy quyển sách, trong khi anh ta là một hồn ma. Đáng lý Thoa đã bỏ chạy khỏi phòng ngay lúc đó, nhưng chẳng hiểu sao sau khi phân vân một chút, cô bước tới các kệ sách đặt quanh giường. Toàn là những cuốn sách rất lạ, mà hầu hết là những đề tài huyền bí bằng anh văn pháp văn. Cầm một vài quyển lên xem thử, cuốn nào cũng có hai chữ ký, một của Ái Liên, còn một là của Quân.
Đúng nơi đây là thư viện riêng của bà chủ Ái Liên, nhưng tại sao bà ta lại để những quyển sách của mình và người tình ngay trong nhà này? Cả bức ảnh chân dung nữa. Vậy ông chủ Đức thì sao? Hơn nửa giờ say mê với kho sách, Thoa chưa muốn rời. Nếu không bất chợt nhìn thấy dấu vết bùn in hình một cặp đế giày khá lớn trên sàn nhà. Dấu còn mới, bùn còn ướt. Ai thế nhỉ? Ông già Tư đâu có đi giày kiểu này. Nỗi tò mò dậy lên, Thoa không kiềm chế được nên lần theo dấu giày xem thử nó đi tới đâu. Ra tới khu vườn rộng phía sau nhà, nơi có một lối mòn đất đỏ mà cơn mưa liên tục mấy hôm nay làm cho ướt sũng nước. Những dấu giày còn in rõ, đang hướng về phía tường rào cuối vườn. Mà đến tận cuối vườn mất dấu, nhưng cũng không khó khi sau đó Thoa nhìn thấy cánh cửa sắt cũ dẫn ra ngoài. Thì ra... Thoa giống như là một nhà thám hiểm, nhìn trước nhìn sau không có ai. Cô bước lần theo dấu chân tiếp tục in trên đường đất đỏ. Đó là con đường duy nhất dẫn về một ngôi nhà thấp thoáng phía chân đồi. Ngoài ngôi nhà đó, hầu như chung quanh không có nhà nào khác. Cũng có hơi ngại, nhưng mà đã chót đi rồi, Thoa đành bước tiếp. Khoảng 5 phút sau, Thoa đặt chân tới trước cửa ngôi nhà. Hình như bên trong có chút khói bay lên, chứng tỏ là nhà có người. Thoa hơi yên dạ, cô rụt rè lên tiếng. Có ai ở trong nhà, cho tôi hỏi thăm. Tiếng bước chân đều ra, cửa mở. Chú Tư à? Trước mặt Thoa là ông già Tư quản gia. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy Thoa. Ờ, sao cô biết tôi ở đây mà tới? Ờ, dạ cháu... Thôi, tới rồi vào nhà đi. Thoa bước theo ông già vào trong. Một lần nữa cô giật mình khựng lại, khi thấy trước mặt mình thay vì một phòng khách thì lại là một ngôi mộ đá, ốp đá cẩm thạch đen xỉ. Dạ, sao... Bây giờ Thoa không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, phải vịn tay vào cột nhà mới đứng vững. Ông già Tư giải thích. Đây là nhà mộ của cậu Quân. Quân ạ? Người yêu của bà Ái Liên? Ông già gật đầu rồi im lặng. Thoa nhìn một lượt chung quanh, không có gì khác ngoài ngôi mộ này. Cô chưa kịp hỏi thêm, ông già Tư nói. Cô biết rồi đấy, Quân chết sau hôn lễ của cô Ái Liên và cậu Đức được 6 tháng. Cậu ấy bị người ta ám hại, mà cụ thể là ông chủ lớn Thành Công. Chỉ bởi ông ta quyết ngăn cản mối tình giữa hai người, nên nhiều lần nói với Liên và Quân không nghe. Ông ta đã mượn tay một tên cò, mật thám Tây, vu cho Quân tội chết, đày đi an trí ở vùng rừng sâu nước độc. Cậu ấy chết không biết có phải là do sốt rét không, nhưng đem xác về đây thân thể không còn trọn vẹn nữa. Thoa bỗng nhiên hỏi. Dạ, thế chú là sao với Quân ạ? Giọng ông già Tư trầm xuống. Tôi là cha ruột của nó. Chỉ vì nó là con của quản gia nghèo như tôi nên nó phải chết oan như vậy đấy cô. Rồi ông bật khóc sau câu nói ấy. Tiếng khóc của một ông già nghe thảm thiết vô cùng. Thoa cũng phải khóc theo vì xúc động. Có phải vì muốn cưới Ái Liên bằng được cho con trai của mình mà ông chủ đồn điền Thành Công đã quyết hại Quân không ạ? Ây à, điều ấy ai không biết chứ. Tôi cũng biết ngay từ đầu, nhưng không ngờ ông ta ra tay độc ác như vậy, nên tôi trở tay không kịp, đành phải nhận xác con tôi thôi. Thế sao chú không tố cáo chuyện đó đi, mà tại sao vẫn tiếp tục ở lại nơi này ạ? Ông già Tư nhẹ thở dài. Tôi cũng biết hận, biết điên lên vì cái chết của con mình chứ. Tôi đôi ba lần định trả thù bằng chính bàn tay mình cho hả. Nhưng rồi khi nhìn thấy Ái Liên đau khổ trong vòng tay người chồng giàu có mà nó không có yêu thương, tôi mới nguôi hận thù. Tôi quyết làm một việc gì đấy cho nó, con dâu hụt của tôi. Dạ, sao nhà họ giàu như thế mà không chữa cho chị Liên hết bệnh tâm thần đi chú? Nghe nói chị ấy cũng chỉ bị hoang tưởng thôi mà. Ông già chợt thở hắt. Chỗ này coi như tôi đã trả được thù rồi. Chú nói vậy là sao ạ? Con Ái Liên á, nó hết bệnh từ lâu rồi. Câu nói làm Thoa trố mắt. Chú nói thật chứ? Nhưng sao chị ấy đi nước ngoài chữa bệnh ạ? Đột ngột đứng dậy đi thẳng sau nhà. Một lát ông già trở lại với một phụ nữ mặc y phục toàn đen. Người đó lặng lẽ đi bên cạnh ông già. Tuy im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, bước đi khoan thai. Đến gần Thoa, ông Tư lên tiếng. Chào cô giáo đi con. Chính cô đây là cô giáo dạy cho Ái Lan. Nó mến cô Thoa này lắm đấy. Ông quay sang người phụ nữ giới thiệu. Còn đây là Ái Liên, con dâu tôi. Thoa kêu lên. Chị Liên mà chú nãy giờ kể đấy ạ? Ờ, nó đấy.
Thế chị không phải đang ở nước ngoài à? Người phụ nữ không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Ông già Tư nói thay, đi nước ngoài là cách nói của thằng Thành Đức thôi, bởi nó không muốn ai biết vợ chồng nó trong hoàn cảnh này. Đã từ mấy năm nay rồi con Ái Liên bỏ nhà đi và về đây ở với tôi, với mộ chồng của nó. Mà Đức và mọi người không ai biết, kể cả con Ái Lan cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Ái Lan, thế cháu nó bây giờ ở đâu ạ? Từ đằng sau một cô bé chậm rãi bước vào, vừa thấy Thoa nó nhào tới ôm chầm lấy. Cô, sao cô biết con ở đây mà tới ạ? Cô tưởng rằng con... Dạ con ở đây với mẹ con chứ đi nước ngoài đâu cô. Con nhớ cô lắm, nhưng mẹ nói là để tháng sau mới cho về thăm cô, cho giống như mới đi nước ngoài về ạ. Bấy giờ người phụ nữ lên tiếng giọng dịu dàng dễ nghe. Cháu nó đòi chạy về thăm cô hoài, nhưng mà tôi chưa cho. Mỗi năm mẹ con mới có dịp ở với nhau mấy tháng hè mà. Thế vậy ra cháu nó ở đây với tôi từ mấy tuần nay, tuy thiếu tiện nghi nhưng mà nhiều cảnh đẹp. Và lại bên cạnh cháu còn có cha cháu đây. Ông già Tư chen vào. Lúc đầu khi mới về đây chơi với mẹ nó, con bé nó sợ nấm mồ này lắm. Nhưng mà lần hồi nó chẳng những không sợ, trưa nào cũng ra đây leo lên mộ nằm chơi đấy. Thoa không tưởng tượng nổi những điều ông già vừa kể. Và đến khi bé Lan chợt buông cô ra, chạy tới ôm lấy ngôi mộ một cách trìu mến, như ôm một người thân. Ái Liên kéo tay con và nói rằng, sao con không mời cô vào phòng mình chơi đi? Con lấy tặng cô những con bướm đẹp mà con bắt hôm dài đi con. Bé Ái Lan reo lên. Dạ vâng ạ, cô vào đây đi cô Thoa. Thoa ngạc nhiên khi nhìn căn phòng phía sau. Tuy nó không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi cho một phụ nữ sinh sống. Bé Ái Lan hồn nhiên chỉ vào một cái lồng đầy những bướm. Dạ chính con bắt đây cô ơi. Ban đầu con không biết bắt nhưng mà nhờ mẹ chỉ nên bây giờ con bắt hay lắm ạ. Để lát nữa con dẫn cô ra ngoài kia bắt bướm hái hoa, nhiều hoa đẹp lắm ạ. Buổi trưa hôm ấy, mặc dù tìm đủ cách từ chối, nhưng Thoa cũng phải ở lại ăn với họ bữa cơm. Trong khi ăn, Ái Liên chỉ yêu cầu. Cô nhìn thấy cảnh sống của tôi rồi đấy, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng tôi không trở về cuộc sống kia được nữa. Tôi đã thề là sẽ sống ở đây cho đến ngày chết, hay ít nhất cũng đến ngày con gái chúng tôi đến tuổi trưởng thành, lập gia đình riêng. Thoa ngạc nhiên. Chị nói con chúng tôi nghĩa là sao ạ? Ái Liên ôm con vào lòng. Nó là giọt máu mà Quân để lại trong tôi khi anh ấy bị đưa đi an trí và chết. Nếu không trực tiếp nghe người phụ nữ này kể, chắc Thoa khó tin được. Cô liếc mắt nhìn sang ông già Tư. Ông nhẹ gật đầu như xác nhận điều Ái Liên nói là đúng. Thoa cảm giác như mình vừa nhận được tin vui của chính mình. Cô nhìn mẹ con họ mà như muốn ôm họ và chúc mừng thật nồng nhiệt. Biết là không nên ở lâu, Thoa đứng lên khiếu từ. Xin phép chú Tư, xin phép chị em về. Em hứa với chị là không bao giờ nói lại chuyện này với ai. Nếu chị cho phép, thỉnh thoảng em tới đây thăm chị và cháu Lan. Ái Liên thì vui lắm. Cảm ơn cô nhiều, tôi tin cô. Tiễn chân Thoa ra tới nửa đoạn đường, ông già Tư nói. Có chuyện này nữa này. Cô có biết tại sao thằng Đức nó cho cô với cô Sương tới ở ngôi nhà này không? Dạ, nghe nói là nhà bỏ trống lâu quá nên cần có sinh khí ạ. Không, không đúng đâu. Ngôi nhà này là nỗi ám ảnh của nó. Từ mấy năm nay nó có bước về đâu. Chỉ vừa rồi khi đưa hai cô tới ở nó mới về. Nhưng chuyến sau đấy nó không bao giờ quay trở lại đây nữa. Sao thế hả chú? Nó đang bệnh nặng lắm. Đấy là hậu quả nó phải nhận từ thằng Quân. Dạ, thế là sao ạ? Hồn ma thằng Quân chứ sao. Anh Quân thành ma? Tôi nói điều này cho mình cô biết, cô đừng nói lại với ai. Ngôi nhà cô đang ở chỉ cô với cô Sương ở được thôi. Bởi hai cô là cô giáo của con Ái Lan. Ngoài ra không ai bước chân tới được đâu, nhất là thằng Đức. Oan hồn thằng Quân không để cho ai tới đấy. Ấy là nguyên nhân lâu nay thằng Đức bỏ hoang ngôi nhà, nó sợ bị trả thù. Thoa hơi run. Nhưng cháu... Ông Tư trấn an. Tôi có thể cam đoan với cô, con trai tôi là ma với ai, chứ với người ơn của nó không bao giờ. Trái lại nó còn bảo vệ cho cuộc sống yên lành của cô nữa. Cô cứ tin tôi đi, đừng có sợ. Thoa gật đầu. Nhưng suốt ngày hôm đấy cô cứ ngay ngáy lo. Vậy mà suốt 3 tháng hè Thoa vẫn sống yên ổn đấy thôi, vui vẻ trong ngôi nhà ấy. Ngày ngày cô vẫn lui tới thăm mẹ con Ái Liên. Rồi nửa tháng sau cô nghe tin Thành Đức chết vì căn bệnh lạ.
Như vậy phải chăng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Ái Liên, Ái Lan? Và đến đây Ngọc Mai phải nói lời chào tạm biệt với các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Nhớ để lại một like và một comment để ủng hộ cho mình. Yêu các bạn.